Thủ tướng tặng bằng khen cho trưởng thôn Làng Nủ và thôn Kho Vàng. Ngày 7 tháng 10 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 1112/QĐ-TTg tặng bằng khen cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Lào Cai. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đối với ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ông Ma Sơ Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, ông Châu Văn Trung, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Hung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Do 3 cá nhân trên đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cụ thể, ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ đã tích cực phối hợp, chỉ dẫn, hỗ trợ các lực lượng chức năng tìm kiếm người dân thôn Làng Nủ mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng 10 tháng 9 và lo hậu sự cho những người thiệt mạng được tìm thấy. Ông Ma Sơ Chứ, trưởng thôn Kho Vàng đã tổ chức kiểm tra và phát hiện vết sạt lở đất, chủ động di dời 115 người dân đến nơi an toàn, sắp xếp chỗ ăn ngủ và tổ chức các phương án nhận đồ tiếp tế cho bà con. Ông Châu Văn Trung, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Hung với vai trò trưởng ban chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn xã Mường Hung đã quyết định kịp thời chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể trong công tác ứng phó với ảnh hưởng của bão số 3. Đặc biệt, sáng ngày 9 tháng 9, sau khi nhận được thông tin trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Bát Sát có nguy cơ sạt lở, bản thân ông Trung đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sau đó đánh giá tình hình và kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện, di chuyển khẩn cấp 130 học sinh và 11 giáo viên đến nơi an toàn cách khu vực nhà trường khoảng 500 m.